like và comment khi xem video. Trồng cây này sau nhà tiền bạc kéo vào ầm ầm đếm không xuể, giàu sang ba đời. Khi xây dựng tổng thể phong thủy trong một căn nhà, chúng ta không chỉ cần quan tâm tới mặt trước hay bên trong ngôi nhà, mà còn cần lưu ý đến phía đằng sau, bởi lẽ đây chính là vị trí tượng trưng cho huyền vũ. Là thế đỡ là điểm tựa của ngôi nhà bạn được vững chắc, giúp các thành viên trong ngôi nhà khỏe mạnh và dễ bề thăng tiến hơn. Để bao bọc vị trí đằng sau ngôi nhà, nhiều gia chủ đã lựa chọn cách trồng cây phong thủy như một phương pháp lý tưởng. Vậy bạn đã biết trồng những loại cây trồng nào sẽ phù hợp để trồng sau nhà, giúp tài lộc hanh thông thuận lợi, vạn sự như ý hay chưa? Hãy để phú quý tử vi cho bạn trong nội dung này nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về phong thủy phía sau nhà. Theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy, thì khoảng không gian sau nhà cũng mang ý nghĩa phong thủy vô cùng lớn. Tuy nhiên khi thiết kế nhà ở, nhiều người lại ít chú tâm đến khu vực này mà chỉ tập trung cho khu vực trước hiên nhà. Tại sao? Chúng tôi nói phong thủy sân sau nhà giữ một vai trò và ý nghĩa quan trọng. Bởi vì khoảng không gian sau nhà được ví như huyền vũ, một trong bốn vị tứ thánh thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Theo quan niệm phong thủy, nếu hội đủ tứ tượng sẽ góp phần giúp ngôi nhà có thể đứng vững chãi và vận khí tốt tươi. Ngược lại, nếu hai bên hông nhà được che chở, trước mặt có nước để tụ sinh khí mà phía phong thủy sau nhà không được bao bọc thì dù thế trước ngôi nhà có tốt đến mấy cũng khó lòng có được sự bền vững lâu dài. Có rất nhiều cách để tạo nên huyền vũ tốt cho một ngôi nhà. Trong số những cách đó thì việc lựa chọn những cây phong thủy phù hợp để trồng cũng là giải pháp thông minh được nhiều người lựa chọn. Vậy chúng ta nên trồng cây gì sau nhà giúp tài lộc hanh thông, vạn sự như ý đây? Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây cối được trồng trong khuôn viên nhà ở để trấn trạch. Tuy nhiên không phải ai cũng biết để vận dụng cho phù hợp nhằm đem lại may mắn cho mình và những người trong gia đình. Đối với câu hỏi nên trồng cây gì sau nhà hay phía sau nhà nên trồng cây gì, xin mời các bạn theo dõi để tìm lời giải đáp thích hợp nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên là cây chuối. Từ thời xa xưa, các cụ ta thường nói rằng trước cao, sau chuối. Vì vậy nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây gì sau nhà thì cây chuối là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp giúp xây dựng địa thế cực kỳ tốt cho nhà bạn. Chuối có tán lá rộng có tác dụng che chắn rất tốt. Hơn nữa, chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt tượng trưng cho sự tốt tươi, may mắn. Một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình. Và tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà. Thứ hai, cây cau phù hợp trồng phía trước và sau nhà. Cau là loại cây mang lại may mắn, thường được trồng trước nhà. Tuy nhiên, cau cũng là loại cây trồng sau nhà rất tốt. Theo quan niệm về địa thế trong phong thủy học thì ngôi nhà nên tạo đủ tứ linh gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong đó Huyền Vũ thường bố cục phía sau ngôi nhà giúp tạo nên sự vững chắc và giữ tiền tài cho gia chủ. Khi trồng một hàng cau sau nhà, tức là bạn đã lập nên một rào chắn phía sau tạo thế huyền vũ cho ngôi nhà. Thứ ba, cây bàng cảnh Singapore. Cây bàng là loại cây có tán lá rộng đáp ứng tốt yêu cầu về cây phong thủy sau nhà. Tuy nhiên với tình hình đất chất người đông như hiện nay thì việc trồng một cây bàng lớn sau nhà là không hợp lý. Do vậy, lời khuyên dành cho các bạn đó là có thể chọn cây bàng Singapore. Đây là giống bàng cảnh không quá lớn, có thể trồng trong chậu và phù hợp với cả những gia đình có khuôn viên nhỏ hẹp. Thứ tư, cây trúc cảnh. Tre, trúc là loại cây trồng trước nhà rất tốt và có ý nghĩa. Loại cây này cũng có thể trồng được sau nhà, vừa tạo cảnh quan đẹp lại có bóng mát. Theo nhiều nhà phong thủy học cho biết, tre trúc không chỉ mang ý nghĩa ngay thẳng mà trồng sau nhà còn giúp che chở cho huyền vũ, giống như có quý nhân phù trợ. Thứ năm, cây dâu tằm. Cây dâu theo nhiều người quan niệm là loại cây mang lại sự tăng tóc, vì theo phiên âm tiếng Hán cây dâu phát âm là tang. Vì thế cây dâu rất kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điềm xấu, nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi tà ma, chướng khí. Muốn giữ cho không gian sống của mình luôn được bình an và tránh tà khí xâm nhập, hãy trồng cây dâu bạn nhé. Thứ sáu, cây mít. Cây mít cũng là một loại cây có tán lá rậm phù hợp để trồng sau nhà. Không chỉ thế, mít là loại cây tượng trưng cho đại trí tuệ, tĩnh tâm, kiên cường nên nó rất có ý nghĩa được nhiều người trồng. Nếu các bạn để ý sẽ thấy những phẩm oản cúng Phật làm từ gạo nếp đều dùng lá mít để lót bên dưới, tượng trưng cho sự tĩnh tâm và trí tuệ. Tuy nhiên mít là cây thân gỗ to nên không phải gia đình nào cũng có khuôn viên rộng để trồng được. Vì thế nếu các bạn muốn trồng mít sau nhà thì nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định trồng. Thứ bảy, cây nguyệt quế. Có lẽ mùi thơm thoảng thoảng của cây phong thủy nguyệt quế sẽ giúp kích thích tâm trạng của con người trở nên phấn chấn hơn, cũng như giúp cải thiện tâm trạng và đem lại sự tỉnh táo. Cũng bởi vậy mà trong quá trình thiết kế và thi công nội ngoại thất nhà ở, các nhà thầu thường gợi ý cho chủ đầu tư nên trồng cây nguyệt quế sau nhà. Vì từ xa xưa hình ảnh của loại cây này đã được xem như biểu tượng của sự vinh quang,
và chiến thắng. Ngoài ra, cây nguyệt quế còn có khả năng hấp thụ độ ẩm trong không khí, giúp cho không gian sống của mỗi chúng ta trở nên thoáng đãng hơn, dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đây là video về cách lựa chọn cây phong thủy sau nhà giúp gia chủ phát tài tấn lộc mọi sự bình an. Một vài lưu ý quan trọng khi bạn trồng cây cảnh theo phong thủy. Sưu tầm cây trồng hợp phong thủy để trồng ở nhà là vấn đề mà mỗi người cần có sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, bạn hãy nhớ rằng không phải bất kỳ giống cây nào cũng sẽ phù hợp và đem lại may mắn. Một số điều gia chủ cần lưu ý khi chọn trồng cây cảnh theo phong thủy có thể kể đến như: khi trồng cây trước nhà không nên trồng cây đơn độc mà hãy trồng theo sự cân đối, hoặc nếu trồng số lẻ nên trồng theo 3 năm 7 cây. Không bài trí cây cảnh ở vị trí chính giữa và hạn chế đặt ở hướng Tây, Tây Nam, bởi cây thuộc hành mộc mà mộc hiện diện ở vị trí này sẽ rất yếu, phạm phong thủy. Không chọn trồng các loại cây có lá dài nhọn vì theo ý nghĩa phong thủy chúng dễ làm cho gia chủ vướng vào chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không bình yên. Không chọn các loại cây có tính âm như cây họ quyết, các đằng vì chúng sống tốt thì có nghĩa trong nhà bạn có âm khí không được sạch sẽ, dễ gây ra cãi vã, tranh luận. Không trồng cây gây hại cho sức khỏe hoặc mang điểm xui cho gia đình, xương rồng, trúc đào, ổi, thiên điểu, đỗ quyên, nên tránh những cây này. Những lưu ý quan trọng tốt cho phong thủy sau nhà. Phong thủy sau nhà không được chú trọng như phong thủy trước nhà. Tuy nhiên, nếu bạn làm tốt thì sẽ giúp gia đình giữ lại sinh khí, cân bằng âm dương trong ngôi nhà của mình. Và trước khi trồng cây sau nhà theo phong thủy, bạn nên chú ý những điều sau. Người xưa có câu, núi phía sau, núi phía trước. Vì vậy, khi tiến hành trồng cây sau nhà theo phong thủy, bạn có thể thêm một chút tiểu cảnh về núi hay bệ đá để tạo thế nhà dựa vào vách núi, giúp bạn tránh được nhiều vận xấu hay tà khí. Tối kỵ khi xây hoặc mua nhà không nên có đường cống ở phía sau vì ông bà ta cho rằng cuộc sống của gia chủ đến cuối đời sẽ gặp nhiều khó khăn, vận mệnh xui xẻo. Để hóa giải, gia chủ có thể đặt một số cây cảnh sau nhà và trước cống để xua đi những vận hạn đen đủi. Bên cạnh đó, những gia chủ có diện tích đất nhỏ, thường ở những thành phố lớn thì khuôn viên sân sau nhà rất hẹp. Vì vậy, để trồng cây sau nhà được tươi tốt, gia chủ nên chọn những tấm tôn lợp mái chất lượng để tránh bị ăn mòn, rỉ sét xuống thân cây. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, làm mất đi sự thịnh vượng về phong thủy của căn nhà. Như vậy, video trên đây chúng tôi đã giải đáp cho bạn biết được trồng cây gì sau nhà hợp phong thủy mang đến nhiều may mắn. Gia chủ nên xem xét thật kỹ hướng nhà cũng như loại cây mình định trồng để có thể phát huy tài vượng cho ngôi nhà của mình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.